Sau 5 ngày xét xử và nghị án, chiều ngày 12 tháng 5, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã ra phán quyết đối với 8 bị cáo trong vụ án thao túng thị trường chứng khoán. Theo đó, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội quyết định tuyên phạt bị cáo Đỗ Thành Nhân, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Louis Holding, mức án 5 năm 6 tháng tù về tội thao túng thị trường chứng khoán. Cùng tội danh, tòa án tuyên phạt nhóm đồng phạm gồm bị cáo Đỗ Đức Nam, cựu tổng giám đốc công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt, 4 năm tù, bị cáo Phạm Thanh Tùng, cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt, 3 năm tù cho hưởng án treo. Trong vụ án bị cáo Lê Thị Thu Hương, cựu phó tổng giám đốc công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt, bị phạt 15 tháng tù. Bên cạnh đó, bản án sơ thẩm còn tuyên buộc bị cáo Đỗ Thành Nhân nộp lại hơn 140 tỷ đồng. Ghi nhận đã nộp khắc phục trên 4 tỷ đồng. Trong vụ án, bị cáo Đỗ Thành Nhân giữ vai trò chính, cao nhất với vị trí là người khởi xướng và bàn bạc với Đỗ Đức Nam, chỉ đạo nhân viên công ty cổ phần Louis Holding đăng ký nhiều tài khoản, ký các văn bản với công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt để thao túng hai mã chứng khoán BII và TGG. Ngày 12 tháng 5, Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Võ Văn Việt, sinh năm 1966, ngụ xã Hòa Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, về tội giết người. Theo cáo trạng, Việt và vợ là bà Hát giận nhau nên bà Hát bỏ về nhà cha mẹ ruột từ tháng 3 năm 2022. Đến ngày 9 tháng 12 năm 2022, bà Hát quay về nhà. Việt có thuyết phục bà trở về nhà sống chung nhưng bà Hát không đồng ý, nghĩ là bà Hát hết thương mình. Nên Việt nhìn thấy ống kim tiêm thường dùng để chích thuốc cho heo bò, nên nảy sinh ý định tiêm thuốc trừ sâu cho bà Hát chết. Lợi dụng lúc bà Hát đang nằm võng, Việt đã tiêm thuốc trừ sâu Sulfaron vào hai đùi bà Hát. Sau đó bà Hát được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu nên thoát chết. Tại phiên tòa, bị cáo Việt đã bày tỏ sự hối hận. Bị cáo xin lỗi vợ và hai con trước tòa. Bà Hát cũng đã xin hội đồng xét xử tuyên phạt mức án thấp nhất đối với Việt. Tuy nhiên, với hành vi nêu trên, bị cáo Võ Văn Việt đã bị tòa tuyên phạt 9 năm tù giam. Chiều ngày 12 tháng 5, gia đình ông Tê, sinh năm 1965, ngụ xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long cho biết, do bị bỏng nặng nên ông đã không qua khỏi. Trước đó, trưa ngày 11 tháng 5, người dân ở xã Mỹ Hòa phát hiện ông Tê ngồi trên xe máy và ngọn lửa bốc cháy dữ dội. Tại hiện trường, chiếc xe máy bị lửa thiêu rụi trơ khung. Ông nằm gục bên vệ đường và được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Xác minh bước đầu được biết, ông Tê hiện đang sống cùng vợ và người con trai lớn đã lập gia đình riêng. Ông Tê tự thiêu được cho là buồn chuyện gia đình. Được biết, ông là người đã dùng cưa máy, cưa bê tông để cứu kịp thời 11 nạn nhân trong vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ xảy ra năm 2007. Ngày 12 tháng 5, Công an quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trịnh Hoàng Tú về tội cưỡng đoạt tài sản. Công an cho biết, Tú có 3 tiền án tội cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản và vừa chấp hành xong án phạt tù. Thủ đoạn của Tú là chạy xe máy tiếp cận người dân, học sinh đi trên đường. Tú xưng là đại ca giang hồ, rồi nói người bị tiếp cận có liên quan đến việc đâm chém em trai mình. Nạn nhân nói không biết thì Tú lấy điện thoại gọi nói chuyện và kéo áo lên cho nạn nhân thấy con dao trong người Tú. Đồng thời, Tú yêu cầu các nạn nhân lên xe để tới khu vực khác nói chuyện. Lo sợ, các nạn nhân lên xe của Tú. Khi tới khu vực vắng, Tú yêu cầu các nạn nhân đưa điện thoại rồi tẩu thoát. Tú khai gây ra 6 vụ cưỡng đoạt tài sản ở quận Gò Vấp, quận 12 và quận Tân Phú. Ngày 12 tháng 5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt đối tượng dùng dao đâm vợ tử vong. Trước đó tối ngày 10 tháng 5, sau khi ăn dỗ về nhà, đối tượng Phạm Minh Lưu, 51 tuổi, ở tổ dân phố Trường Thọ Tây C, phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi, bảo vợ là bà Hát, 41 tuổi, qua phòng ngủ chung, nhưng do đang ngủ cùng con gái nên bà không đồng ý. Lúc này, đối tượng Phạm Minh Lưu xuống bếp lấy một con dao đe dọa bà Hát và bà đồng ý vào phòng ngủ. Tuy nhiên khi vào phòng thì cả hai xảy ra mâu thuẫn. Đối tượng Lưu đã dùng dao đâm 3 nhát vào đùi bà Hát. Do vết thương sâu gây đứt động mạch, mất nhiều máu nên bà Hát tử vong sau đó. Ngày 12 tháng 5, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Trần Văn Bang, 62 tuổi, quê Hải Dương, 8 năm tù về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền, thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo cáo trạng, Trần Văn Bang với 3 tài khoản Facebook gồm Trần Bang, Bang Trần và Trần Giót
đã soạn thảo, đăng tải 39 bài viết có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc, nói xấu chính quyền nhân dân, thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, xuyên tạc, kêu gọi tẩy chay việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam để nhiều người khác có thể thấy, đọc được nội dung các bài viết này. Ngoài ra, ban còn có hành vi tàng trữ nhiều tài liệu, sách báo, trong đó có 4 cuốn tài liệu có nội dung tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tuyên truyền kích động chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc nhân dân các nước, kích động bạo lực, xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận thành quả cách mạng, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự nhân phẩm của cá nhân, kích động bạo lực, truyền bá tư tưởng phản động. Ngày 12 tháng 5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan mời hai nhóm đối tượng đến làm việc để làm rõ hành vi cho vay nặng lãi. Nhóm thứ nhất gồm Nguyễn Thanh Hà và Trần Trọng Tuyên, cùng ngụ thành phố Hà Nội, và nhóm thứ hai gồm Lê Xuân Thống, Lê Văn Cung, Đỗ Văn Ngoan, cùng ngụ tỉnh Thanh Hóa, và Lê Hà Duy, ngụ huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Theo khai nhận ban đầu, các đối tượng thuê nhà tại thành phố Cà Mau để cho vay tiền góp với lãi suất là 365% một năm, từ tháng 2 năm 2023 cho đến nay. Khi người vay mất khả năng thanh toán, các đối tượng đến tận nhà chửi bới, xúc phạm danh dự nhân phẩm và đe dọa tinh thần, thậm chí đánh đập người vay và thân nhân để đòi nợ.